những cụm từ, biệt danh như Messi Việt Nam hay Ronaldo Việt Nam có lẽ không quá xa lạ với những người hâm mộ thích sự dí dỏm, bởi phong cách thi đấu của những cầu thủ Việt Nam trên có hơi hướng giống với các siêu sao hàng đầu thế giới. Và hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua 11 siêu sao thế giới phiên bản Việt Nam. Thủ môn Nguyên Mạnh, David De Gea. Ở vị trí chấn giữ khung thành, chúng tôi chọn David De Gea. De Gea là một thủ môn được đánh giá cao ở khả năng phản xạ, chơi chân và phát động tấn công tốt. Với những yếu tố trên, người phù hợp nhất mà chúng tôi chọn là thủ môn Trần Nguyên Mạnh của câu lạc bộ Viettel. Trong màu áo Sông Lam Nghệ An, Nguyên Mạnh không ít lần cứu những bàn thua 10-10 với phản xạ xuất sắc cùng nhiều lần tạo ra sự nguy hiểm về phía đối phương với những tình huống phát động tấn công hay. Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, Marcelo. Marcelo chắc chắn là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất trong vòng một thập kỷ qua. Khả năng liên công về thủ chắc chắn. Không những thế, với chất samba của mình trong người, Marcelo luôn có những tình huống thể hiện kỹ thuật khiến khán giả phải phát cuồng. Rõ ràng, cái tên Việt Nam phù hợp nhất với tiêu chí là Đoàn Văn Hậu, một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Không ai có thể quên được cú Chivella vào lưới U23 Oman tại một giải giao hữu của U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Cặp trung vệ Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Sergio Ramos và Cannavaro. Sergio Ramos và Cannavaro là hai trung vệ xuất sắc nhất ở mỗi thập niên của Real Madrid. Sergio Ramos là mẫu trung vệ chơi bóng quyết liệt, không ngại va chạm, còn ở Cannavaro là lối chơi phòng ngự đầu óc, luôn khiến đối phương ngại đối đầu. Ramos chính là thần tượng của trung vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Quế Ngọc Hải. Hải Quế cũng sở hữu lối chơi và phong cách thi đấu của Sergio Ramos. Với vị trí của Cannavaro, chúng tôi lựa chọn trung vệ Trần Đình Trọng. Khả năng phòng ngự của Trọng ỉn đã được công nhận dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, sở hữu lối phòng ngự đầu óc nhưng không kém phần quyết liệt. Vậy nên, Đinh Trọng phù hợp nhất với hình mẫu của Cannavaro. Hậu vệ phải, Trọng Hoàng, Valencia. Với vị trí hậu vệ phải, chúng tôi chọn gương mặt không quá xuất sắc của bóng đá thế giới, nhưng sở hữu nền tảng thể lực cùng tốc độ tuyệt vời. Bao lần anh khiến đối thủ hít khói cùng với những quả tạt chính xác đến từng milimét. Đó là cựu cầu thủ của Manchester United, Antonio Valencia. Nói đến đây, có lẽ các bạn cũng đoán được cầu thủ Việt Nam nào phù hợp với tiêu chuẩn trên rồi. Chắc chắn là Trọng Hoàng, sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời ở tuổi 31. Hoàng Bò vẫn đang cho thấy anh là sự lựa chọn số 1 bên hành lang phải trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như câu lạc bộ Viettel. Tiền vệ trụ Duy Mạnh, Frankie de Jong. Frankie de Jong chính là tài năng của bóng đá Hà Lan. Mùa giải 2019, anh góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA, bên cạnh những người đàn anh như Modric hay Hazard. Khả năng cầm nhịp với những đường truyền xuất sắc, đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự tốt, Frankie de Jong đang có một tương lai đầy hứa hẹn. Với vị trí này, chúng tôi lựa chọn Duy Mạnh của câu lạc bộ Hà Nội. Mặc dù được đóng đinh với vị trí trung vệ dưới thời thầy Park Hang-seo, nhưng xuất thân từ tiền vệ trung tâm, Duy Mạnh có khả năng truyền dài ổn định và hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời. Cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Tuấn Anh là Hazard và Modric. Chơi cao hơn Duy Mạnh De Jong trong hàng tiền vệ là Hazard và Modric. Modric là sự mềm mại, uyển chuyển trong lối chơi. Cầu thủ của Real Madrid thực sự là nghệ sĩ trên sân cỏ. Ở Việt Nam cũng có một cầu thủ chơi bóng bằng tâm hồn nghệ sĩ, luôn khiến người hâm mộ sướng mắt khi thấy anh thi đấu. Và đó không ai khác là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Bên cạnh Tuấn Anh, Modric là Hùng Dũng, Hazard. Cũng giống như Hazard, Hùng Dũng luôn là mắt xích quan trọng trong đội hình, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào cùng khả năng giữ nhịp trận đấu tốt. Tiền đạo cánh trái Phan Văn Đức, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe
tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại, với lối đá tốc độ, kỹ thuật nhưng không kém phần hiệu quả và một chút hoang dại. Mbappe tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ khiến người hâm mộ luôn phải nhớ đến anh. Vị trí của Mbappe, chúng tôi lựa chọn Phan Văn Đức, hay còn gọi là Văn Đức Mbappe. Văn Đức cũng sở hữu lối chơi kỹ thuật, tốc độ, biết giải quyết trận đấu bằng những khoảnh khắc. Tiền đạo cánh phải Quang Hải, Messi. Nhiều người luôn gọi Công Phượng là Messi của Việt Nam, nhưng đối với chúng tôi, cầu thủ nên được so sánh với Messi là Quang Hải, bởi Hải thuận chân trái đều sở hữu kỹ năng, kỹ thuật hàng đầu, đặc biệt là những khoảnh khắc tạo ra bởi cái chân trái tuyệt vời. Cả hai đều là trụ cột của đội bóng. Và cuối cùng, tiền đạo cắm là Công Phượng Cristiano Ronaldo. Trần Phi Sơn luôn được người hâm mộ nhớ đến là Ronaldo của Việt Nam, bởi anh luôn ra sân với hình mẫu là thần tượng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi lại chọn cái tên khác để gọi là Ronaldo Việt Nam, đó chính là Công Phượng. Có vẻ sự so sánh này với nhiều người là rất khập khiễng, nhưng Công Phượng mới chính là cầu thủ lớn của những trận đấu, giống như Ronaldo luôn là trung tâm của đội bóng. Ở Công Phượng và Ronaldo, người ta đều thấy được khát khao ghi bàn, cái ích kỷ của một tiền đạo hàng đầu. Vậy nên, với chúng tôi, Công Phượng mới chính là Ronaldo của Việt Nam.